thời điểm cách ly. Hôm nay cũng xin gửi đến mọi người một giờ rất là đông đúc, sinh hoạt là vẫn bình thường, nhộn nhịp kẻ bán người mua. Đó là chợ đầu mối Huế, chợ nằm trên dọc theo đường Nguyễn Gia Thiều, thuộc phường Phú Hậu. Mời mọi người cùng đặt chân vào chợ nha. Thank you.
Dạ. Nó cắt gì ơi? Cà cơ. Bên bằng quá khỏe. Dông mọi người. Cho 55 ngàn đồng ra. Nhưng nó mê lý luôn. 50 ngàn. Tân vừa mời mọi người vào quanh một vòng khu vực chợ cả. Và bây giờ Tân đang mời khu vực chợ cả. Tôi mời mọi người cùng Tân để khu vực rau củ quả nha. Khu vực hàng cá, các khu vực rau củ quả cũng khoảng 500 mét. Dù là một khu chợ nhộn nhịp, tấp nập người mua bán và công việc cũng rất là tất bật, nhưng mà mọi người vẫn chấp hành tốt việc bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc đeo khẩu trang rất là đều đặn luôn. Chờ đóng cao điểm là khoảng 3-4 giờ sáng. Và bây giờ trân tới đây thì cũng hơn 6 giờ. Cho nên cả các thương lái mua xỉ là cũng không còn nữa. Chỉ còn một số người dân đi chờ thương ngày để chờ để mua cả cái thức ăn về như mọi ngày về thôi, như mọi chờ về thôi. Vậy là Tân vừa giới thiệu để mọi người chờ đâu mỗi còn để. Thì đây Tân cũng xin tạm biệt mọi người. Chúc mọi người bình an trong dịch Covid nha.